Cánh cổng sáng tạo được khai mở, hầu hết thành viên trong hắc sắc quân đoàn đều xuất hiện. Sau khi xuống mặt đất, toàn quân quỳ xuống hành lễ, cùng với mệnh lệnh tuyệt đối không được ngủ. Rin đưa ra lệnh cho toàn quân hắc sắc được tùy ý làm những gì mình thích. Chỉ có một điều là không được phép chết, không được phép chạy như cả đường cậu, vì chính tay cậu sẽ nuốt chửng bà rồng này. Nghe đến đây, mọi người đều nở nụ cười, người thì tươi rói, người thì cười sợ hãi. Dứt lời, Rin đưa cũng sang trọng đôi cánh bay lên bầu trời. Nói về thực lực thì Dark Ryu rất mạnh, Rin Ryu nghĩ thậm chí nếu cậu ra trận cũng phải gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng Seo thì nói, Dark Ryu không có tuổi, cô ấy tự tin 100% rằng với những gì đang có, chủ tịch sẽ tắt phía mồm Dark Ryu cho mà xem. So alive, we're beautiful like diamonds in the sky.